Dù phải đến ngày 6 tháng 12, album đầu tay Rosie của giọng ca chính thức Blackpink mới chính thức trình làng, nhưng những ngày gần đây các bài hát trong album đã ngập tràn các nền tảng. Vào tối ngày 16 tháng 11, Rosie cùng Teddy khiến dân tình dần dần khi bất ngờ livestream tự mình lách 6 bài hát trong album mới, bao gồm Number One Girl, Game Boy, Toxic Teen The End, 2AM, Not The Same và 2 Year. Album của Rosie gồm 12 track sẽ có phiên bản Deluxe được bổ sung thêm 3 bài hát. Ngày 22 tháng 11 tới đây, Rosie sẽ ra mắt ca khúc Number One Girl, dự kiến khiến dân tình thêm suy trước thềm tung full album. Tham gia viết nhạc cho cả 12 track trong album, Rosie thừa nhận những câu chuyện cô mang đến là câu chuyện của chính mình. Đáng chú ý, trong 6 track được Rosie bật mí qua livestream đều viết về nhân vật chính là một chàng trai độc hại, luôn chiếm hữu và thao túng cô nàng. Giai điệu và ca từ tự sự đầy cảm xúc của Rosie gây liên tưởng đến cách viết nhạc của Taylor Swift. Đó hồng nước Úc cũng chia sẻ, Taylor là niềm cảm hứng vô cùng lớn trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Rosie hé lộ mối quan hệ đầy rẫy vấn đề trong ca khúc Toxic Teen The End. Gọi đúng tên mối quan hệ này là độc hại ngay từ lúc bắt đầu. Những giờ phút chìm trong bóng tối chẳng thể nào lấy lại. Khi anh gặp bạn bè em, anh đâu cố gắng để hòa hợp. Em đã đẩy họ ra xa rồi, cuối cùng anh lại chẳng tin tưởng họ. Anh chiếm hữu thao túng một cách tinh vi, thật sự đáng nể. Từ đây thì mạng xã hội bùng nổ suy đoán xem ai là gã trai tồi đã thao túng, kiểm soát nữ thần tượng toàn cầu. Để quảng bá cho album sắp tới, Rosie liên tục lên bìa góp mặt trong các ấn phẩm tạp chí. Mới đây nhất thì Rosie có buổi phỏng vấn cùng tạp chí hàng đầu Anh Quốc ID. Khi được hỏi về một trong những câu hát yêu thích nhất trong album, Rosie đáp: "Tôi có thể tha thứ cho người bất cứ điều gì, kể cả chiếc nhẫn Tiffany người chưa trả tôi. Nhưng có điều mãi không nguôi ngoài hỡi người, người phí hoài bao năm tháng tươi đẹp nhất của tôi." Tiết lộ mới nhất của Rosie đổ dồn ánh mắt soi xét đến một cái tên đình đám em út nhóm nhạc toàn cầu Jungkook. Năm 2023, Rosie và Jungkook bị bắt gặp dùng cặp nhẫn cưới của Tiffany & Co. Đây là nhãn hàng mà Rosie làm đại sứ toàn cầu, đồng hành với cô qua nhiều cột mốc sự nghiệp. Việc hai ngôi sao hàng đầu K-pop đeo cùng một cặp nhẫn làm dấy lên nhiều đồn đoán. Trong bài hát 2 Years thuộc album đầu tay, Rosie cũng trải lòng bản thân mất 2 năm để quên người yêu cũ. Tin đồn hẹn hò giữa cặp đôi rộ lên từ năm 2021, dân tình còn soi ra chi tiết các ca khúc cho album mới của Rosie có tên đối lập với bài hát của Jungkook. Chỉ với bấy nhiêu dữ liệu mà Jungkook bị dân tình đồn là tình cũ toxic của Rosie. Lật lại Coachella 2023, khi ấy Blackpink là hit liar, Jungkook và Jungkook được bắt gặp có mặt tại lễ hội âm nhạc này, thậm chí thì Jungkook còn tham gia tiệc show của Blackpink. Jungkook khi đứng ở sân khấu cổ vũ nhóm nữ toàn cầu, phiên dịch viên Nicole của Jungkook đăng tải lên trang cá nhân video có sự xuất hiện của một cô gái tóc vàng bí ẩn, trông khá giống với Rosie, cặp sao nhiều lần bị soi dùng đồ đôi và ngồi chung xe. Tuy nhiên, việc hẹn hò của Rosie và Jungkook chỉ dừng lại ở mức tin đồn, chưa có hình ảnh nào xác thực hơn. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.